chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Khá là bất ngờ, trong sự kiện hôm nay thì được xuất hiện thêm một chiếc máy nữa, đó là chiếc Huawei Nova 3 bên cạnh chiếc Huawei Nova 3i. Thì về hai chiếc máy này, nếu như các bạn nhìn sơ qua thì thấy chúng khá là giống nhau. Thế nhưng chiếc Huawei Nova 3 nó sẽ có những điểm khác biệt trên mặt lưng, như là mặt lưng chúng ta sẽ cong hơn. Từ đó thì cái cảm giác cầm nắm trên chiếc máy này cũng sẽ tốt hơn. Ở đây chúng ta cũng sẽ có cụm camera kép, thế nhưng nó cũng sẽ có độ phân giải cao hơn so với chiếc Nova 3i. Và một camera chúng ta sẽ có độ phân giải là 24 megapixel và một camera là 16 megapixel, khẩu độ đều gọi là f1.8. Thế nhưng camera 24 megapixel nó sẽ chỉ là camera mono, tức là cho ra hình ảnh đơn sắc, giúp cho chúng ta chụp hình trong điều kiện thiếu sáng là tốt hơn. Còn cái camera 16 megapixel cũng sẽ mang lại cho ta những hỗ trợ chụp hình xóa phông, nhưng tất nhiên nó sẽ chỉ là xóa phông bằng phần mềm. Quay ra phần mặt trước thì chúng ta cũng sẽ có một cái mặt trước tương tự như chiếc Huawei Nova 3i. Ở đây chúng ta vẫn sẽ có màn hình với kích thước là 6.3 inch, độ phân giải Full HD cộng và tỷ lệ là 19:5:9. Cái mặt tấm này màn hình thì nó tương tự như nhau, thế nên là nhìn những cái trải nghiệm màn hình nó sẽ tương tự như nhau. Và chiếc máy này chúng ta sẽ có một cấu hình mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chiếc Huawei Nova 3i, tức là chúng ta sẽ có con chip Kirin 970 và chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM tùy chọn là 4GB hoặc là 6GB, và bộ nhớ trong cao nhất lên đến là 128GB, tức là chúng ta sẽ có một chiếc máy có hiệu năng tương đồng với chiếc Huawei P20 Pro. Trong khi đó thì mức giá để sở hữu chiếc máy này nó cũng sẽ thấp hơn khá nhiều so với chiếc Huawei P20 Pro. Và cụ thể thì mức giá của nó là 11.990.000. Và các bạn thấy nó có cao hay là vừa vừa? Mình thấy là cái mức giá này nó khá là ổn để cho các bạn có thể sở hữu được một chiếc máy có cấu hình mạnh mẽ trong khung tầm trung. Ở đây thì camera của chúng ta cũng sẽ có đầy đủ tất cả chế độ, như ở đây là Portrait Mode này, chúng ta có photo, quay video hay là AR lens. Như ban đầu mình đã chia sẻ thì chiếc máy này chúng ta cũng sẽ có chế độ chụp hình xóa phông các thứ, và camera trước cũng sẽ có xóa phông. Ở đây chúng ta sẽ được bổ sung thêm tiếng HDR Pro giúp cho các bạn có thể selfie trong điều kiện ngược sáng tốt hơn, thì chúng ta cũng sẽ có những chế độ làm đẹp AI. Và tóm gọn lại thì đây là một chiếc máy khá đáng để sở hữu trong phân khúc 12 triệu. Các bạn nghĩ sao sản phẩm này thì xin mời comment lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.